sau khi cây hôm nay tụi mai đi ăn Dumpling King. Đây Dumpling lần đầu tiên vào đây, ăn ngon thì ra review tốt. Mới mở hả nè? Soft opening. Dumpling mới mở. Hai phát chưa? Tụi cũng dễ thương, xinh. Lần đầu tiên tới đây. Ngày nay ở đây ngon, để từ từ giải quyết. Yep. And also the shredded pork with pickle cabbage noodles. Yeah, can you serve this first and then that later? Oh yeah. Yeah. Vegetable fried dumpling, Shanghai style, and then shredded pork. Yeah. Hôm nay Mai sẽ order cái món mà đây. Scallion pancake. Also, can I get a glass of water? Oh, it's really good. Thank you. Oh, the water, okay. Cái này là mì lạnh. Mì lạnh mà chay. Mì lạnh chay. Dầu mè. Anh ơi. Cái này là mì. Mì bò. Mì giống bò kho vậy đó. Okay, cái này cũng là chay luôn hả anh em? Cái này cũng là chay. Mà hôm nọ mình cho mình cái chén này mình chia này. Bơ mè ngon ghê. Em muốn xé với em không? Có chứ, cái này mình ăn chung mà. Như appetizer vậy đó cưng. Đây, để mà mình nhờ này gấp nha. Yeah. Mình gấp cho đi nha. Dạ. Này. Scallion pancake. Ấm như bánh xèo. Ấm như bánh xèo. Hành thôi. Cảm ơn. Em hãy lấy sót nhé. Em coi thôi, em quay phim thôi, tôi chưa ăn tới. Cái này nó cho cái này là cho cái này là cho nào mày? Bỏ đi ha. Dạ. Giòn ngon. Này các bạn. Là măng. Măng. Ồ, em xin nó đổ chứ sao đổ đây. Anh nói cái này mang ra sau thì mang ra trước cho nó nghe lộn. Cái hũ để lên lên đẹp ha. Ừ. Thank you. Wow. Thank you. Wow. Cái này giữa mà nó có nước đó em nha. Yeah. Giống như ở bên tay phun. Thank you. Cái này là đồ chay của em đúng không? Đâm linh rau. Đâm linh bằng rau. Nhưng mà ta bày là khi xấu thì nó bị ngược á. Đó như vậy nè. Như vậy mới đẹp nè. Đó. Đó. Nóng lắm, hôm nay con rau ngon. Cái này là ghiếp từ nhà bếp nè, không biết ra gì. Bánh phồng tôm thôi chứ không có gì. Bánh phồng tôm á này. Ừ.
À, mới ăn xong ra ngon, cho 4 sao rưỡi. À, cái đồ chay nè ngon lắm nha, nãy mới ăn cái đồ chay, còn cái dumpling này cũng ngon. Ở đây nó có bán boba tea nữa, nhưng mà mai không uống boba tea sợ mập. Sợ mập đấy. Xã mới cho viên kẹo.